Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020. Và tôi đang có mặt tại xã Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ và bàn giao cho gia đình nhà cô chú Thăng Đức một số sản phẩm nội thất. Thì hình ảnh đây là hình ảnh tổng thể bên ngoài ngôi nhà của cô chú đây. Ngôi nhà vừa hoàn thiện xong và đây là chuẩn bị về nhà mới, chúng tôi đã lên bàn giao một số đồ nội thất cho gia đình. Đây thì phía bên trong này, phòng khách này có một chúng tôi vừa lắp đặt xong một chiếc sập ngồi, một chất liệu gỗ hương, hương đỏ Nam Phi, có kích thước là 1m8 x 2m2, dạ dày 10 phân, chân 24, cổ liền, gỗ thì lục lạc 100% là nguyên khối và vân gỗ là hoàn toàn tự nhiên. Đây, quý vị thấy vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé. Đây là phần dạ chính của chiếc sập, vân gỗ rất là đẹp, do là ánh sáng nó hơi lóe sáng một chút nên là quý vị nhìn nó hơi khó nhìn. Chân phần mặt sập là mặt hai lá quý vị nhé, hà dày 2 phân, cưa khuôn tranh là dày 8 phân. Phần dạ ngang đây, ngoài chiếc sập này ra thì chúng tôi còn bàn giao cho gia đình một bộ bàn ghế chất liệu gỗ võ đỏ phía bên trong này. Đây, phía bên trong này một bộ bàn ghế phong cách chất liệu gỗ võ đỏ mẫu Âu Á, và đây là hàng thửa, hàng rất là dày dặn, thì hôm trước chúng tôi đã bàn giao từ hôm trước rồi. Ngoài ra còn bộ bàn ghế ăn và nội thất tủ bếp này, chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt đây. Thì bộ bàn ghế Âu Á này hàng có thông số kích thước là dày dặn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Tôi xin giới thiệu là toàn bộ phần khuôn tranh, hàng thường là chỉ có 3 phân thôi, gia đình của chú đặt là dày 4 phân cũng như là ván dày 2 phân, vách cũng dày 2 phân, đục rất là sâu. Và đầu tay là tay đục đồng tiền và đầu tay cá, vách là được quý Tùng Trúc Cúc Mai, chú chủ nhà vậy nhá. Chiếc nhà đây, ở phía trong kia là có một bộ bàn ghế ăn chất liệu gỗ dê vừng. Toàn bộ hàng chúng tôi là chọn lọc gỗ rất là sạch sẽ, không vết van gì cả, không sâu siêu, không dập nứt, hàng rất là dày dặn. Ở phía bên trong này là có một bộ tủ bếp nữa, tôi đang trong quá trình lắp đặt rồi. Đây, bộ bàn ghế ăn, ánh sáng cái nhà nó hơi tối. Thì quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồgỗtùngtám.com. Hiện tại đây là buổi chiều ngày 4 tháng 7 năm 2020. Đây là hình ảnh toàn thể không gian thờ này. Ok, bạn bè nhé. Tôi cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Mọi người quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật được những video clip mới nhất. Và đây là hình ảnh tổng thể ngôi nhà đây. Và gia đình chuẩn bị là về nhà mới. Ok, xin chào mọi người.